sẽ sớm kết thúc việc thí điểm chính phủ điện tử. Tại diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019, nhiều câu hỏi đã được các tỉnh thành và doanh nghiệp đặt ra đối với chương trình hành động nhằm triển khai xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam. Những vấn đề mà các địa phương như Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh nêu ra cơ bản đều liên quan tới các quy chuẩn, tiêu chuẩn, danh mục ứng dụng công nghệ thông tin nên xuyên suốt trên toàn quốc. Trả lời các vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đối với việc thí điểm chính phủ điện tử cần phải xây dựng dựa trên nguyên tắc kiểm soát tức là chỉ thí điểm trên một số lượng hữu hạn thay vì tất cả các tỉnh nguyên tắc thứ hai là chỉ thử nghiệm trong một khoảng thời gian hữu hạn nguyên tắc thứ ba là khi tiến hành thí điểm phải đề ra được mục tiêu để căn cứ vào đó tiến hành đánh giá kết quả bên cạnh đó để đảm bảo việc thực hiện một cách có hiệu quả trong quá trình thí điểm phải có sự tập trung chỉ đạo và điều hành thực hiện bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho rằng những vấn đề vướng mắc mà doanh nghiệp và các địa phương đề cập đều đã lộ ra trên thực tế Chính phủ cũng đã nhìn ra các vấn đề đó và đã có lộ trình giải quyết tình trạng trên. Với việc ra nghị quyết 17 về thúc đẩy chính phủ điện tử, Việt Nam đã có một ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử. Đây chính là cơ quan đầu não nắm vai trò chỉ đạo. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, từng tỉnh, từng bộ đều đã có cách làm riêng về xây dựng chính phủ điện tử. Tuy vậy hệ thống của các bộ ngành, địa phương phải kết nối, chia sẻ được với nhau. Để làm được điều đó, cần đẩy nhanh sự ra đời của một nền tảng dùng chung. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đứng ra để làm việc này. Trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm việc với từng bộ, từng địa phương để giải quyết những vướng mắc khó khăn và đặt ra mục tiêu kế hoạch cho các đầu mối này. Bộ Thông tin và Truyền thông coi chính phủ điện tử và đô thị thông minh là một mục tiêu kép. Trong đó, mục tiêu số 1 là xây dựng được một chính phủ điện tử thông minh hoạt động hiệu quả. Thông qua đó, việt nam sẽ từng bước tạo ra các doanh nghiệp công nghệ thông tin mạnh để góp phần cho giai đoạn tiếp theo nhằm đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia sau đó từ cái nôi việt nam các doanh nghiệp công nghệ thông tin có thể đi ra toàn cầu